Hello, xin chào mọi người. Hôm nay lại đến với chương trình Hồ Xuân Hương Tám Chuyện. Có thấy đang nói chuyện mà vừa cười không? Tại vì nghe cái bài hát này nè, mấy ông nội này nè, cái bài hát của người ta mà mấy ông chế thành cái bài hát mà Corona mà nghe mắc cười ơi là mắc cười luôn. Thì đây là những anh em chung nghề, chung trong cái nhóm hài của Hương, khi mà nghe xong họ chế ra, nó chỉ là một cái bài hát vui thôi. Nhưng mấy bạn nghe xong thật sự là có cái tính chất giải trí, làm cho mình giảm stress và nó rất là hay và nó hợp với cái mùa dịch này. Lâu nay á, Vũ rất là mê cái bài hát Gia Từ của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng. Thì nhân tiện hôm nay mấy anh em mình ở đây, đại dịch Covid-19, thì Vũ cũng vừa theo bài hát Giả Từ viết lời qua một ca khúc Giả Từ Corona. Mình hát để chung tay chung lòng đẩy lùi Corona. Có nghĩa là anh Vũ anh sẽ dựa theo những cái mà giai điệu ha, cái giai điệu của nhạc bài sĩ Giả Từ là Tô Thanh Tùng. À, bài Giả Từ để anh sẽ viết cái lời khác qua cái bài Giả Từ này anh. Là nhạc phẩm để tặng đến cho mọi người, là nhạc phẩm là Giả Từ Corona. Anh Minh Minh hỏi kèn sắc xô luôn nha anh Minh. Mình thì mình chơi cái lạ lạ không mà chơi sắc xô luôn nha. Để từ từ mới khám phá. Từ ngày Corona có mặt ở đời này đã gieo bao nỗi hài hùng, tiếng khóc muôn nơi, bao người nằm xuống, giàu nghèo hay quyền quý mang kiếp sống như nhau. Còn gì khi ta mang căn bệnh dịch vào người, tiền không cứu được mạng mình. Hãy nhớ nha em, đeo khẩu trang đi nhé, rửa tay khi ăn uống, hạn chế chỗ đông người. Trong khi con người đang nghĩ tiền là trên hết, Covid ra đời để nhắc nhở cho ta yêu thương nhau nhiều, không oán hận vụ nhau nữa. Chung tay chung lòng ta đẩy lùi Corona. Đại dịch đang lan nhanh khắp toàn cõi địa cầu, Việt Nam ta đã sẵn sàng chiến đấu của mình. Không ngại gian khó, đồng lòng ta sẽ thắng, bình an đến muôn nhà. Gieo bao nỗi hài hùng, tiếng khóc muôn nơi, bao người nằm xuống, giàu nghèo hay quyền quý mang kiếp sống như còn gì khi ta mang căn bệnh dịch bao người, tiền không cứu được mạng mình. Hãy nhớ nghe em, đeo khẩu trang đi nhé, rửa tay khi ăn uống, hạn chế chỗ đông người. Trong khi con người đang lấy tiền là trên hết, cố đi ra đời để nhắc nhớ cho ta yêu thương nhau nhiều, không oán hận cùng nhau nữa. Chung tay chung lòng ta đẩy lùi Corona. Đại dịch đang lan nhanh khắp toàn cõi địa cầu, Việt Nam ta đã sẵn sàng chiến đấu vô vì không ngại gian khó, đồng lòng ta sẽ thắng, bình an đến muôn nhà. Chiến đấu cô vì không ngại gian khó, đồng lòng ta sẽ thắng, mình an đến muôn nhà. Ừ.
đời mà dùng cái cây lược mà làm cái kèn saxophone không, thật sự. Và đây đó là Hương cũng giới thiệu luôn, đây là những cái anh em sẽ đi cùng đồng hành với Hương trong chặng đường sắp tới để mà làm tới cho mọi người những cái chương trình mà gọi là hữu ích, giúp cho mình hiểu hơn, cũng như là những cái chương trình giải trí đó. Thì bây giờ mọi người ơi, mình cảm thấy cái bài hát này, mình thật sự trong lúc mình buồn bực hoặc là mình đang ngồi ở nhà mình không đi đâu được vì lệnh cách ly đó, chúng ta sống là chúng ta phải theo tình hình chung. Mấy bạn thấy không, giống như là mình phải đeo khẩu trang, mình phải rửa tay, mình không tụ tập ở nơi đông người. Mà mấy ổng nói 4 người tụ tập vậy, nhưng mà nói vui vậy thôi, chứ thật ra trước khi quay cái clip này á, là mấy ảnh nó đã xịt khử trùng và đã rửa tay cũng như là làm các cái thủ tục mà theo quy định của mình rồi. Đó, thì cái chương trình này đến đây hôm nay là hết rồi. Đây là một cái tiết mục giải trí mà mong là Hương có thể góp được cho mấy anh chị đó những giây phút mà mình có thể cười, giống như là xả chát ra, giúp cho mọi người vui vẻ hơn trong cái cuộc sống nha. Rồi, chương trình đến đây là hết, bye bye mọi người.